mình á. Không phải ăn mang gì. Ừ. Nãy có khách ở dưới mang đi tới lui cho nó dễ. Trong luôn cho người ta đi cho nó gần. Bà con, alo, em alo. Chạm dừng chân nha bà con ơi. Mình có thời gian 20 phút vậy trên vận nha. Quận Suối Tiên á, nằm quận 9 á. Ê lộn, bên cũ hả? Bên cũ nằm bên cũ nằm quận Bình Thạnh. Đúng rồi, Sài Gòn đi ra xa. Sài Gòn đi ra xa. Ủa đi bến miền Đông cũ gì? Vậy hả? Ừ. Ủa. Còn chỗ đậu không? Bên đây đậu được không? Trời ơi, chạy đậu đây luôn, đậu sao sao đứt xe tải luôn. Lát nó ra luôn. Không ra đâu, đậu đây luôn à. Đậu dùm luôn đi. Ê. Ê. Dạ. À, buổi nè. Đũa nè. Đây đây. Sao tô nước ít tô nước nhiều vậy? Để đấy, em không biết lý do. Này biết có một điều. Hôm nay anh em mình ăn bún mọc nha mọi người. À, đây là tô bún mọc nè, tại quán Minh Khải nè. Sao gọi là bún mọc hả? Ai biết. Tôi bốn ngàn đủ không? Không. Kêu cơm thêm. Nhưng về cơm thêm bỏ cơm ra. Cơm hay bún? Cơm. Bún thêm không cần. Không, bún thêm luôn. Để. Cho anh dĩa cơm thêm á. Dạ. Cho anh dĩa cơm thêm á. Cơm hả? Ừ. Cơm chín. Hai ba miếng chanh nữa rồi. Bún mà bỏ cơm vô giống như trùng lớn vậy đó. Trùng lớn là ăn tô bún này nè là phải thêm một dĩa cơm nữa. Ừ, bỏ vô một dĩa cơm nữa. Sức của trùng lớn ăn mạnh lắm. Trùng lớn cậu trùng á. Ừ cậu trùng á. Không có mà kêu đánh. Vô ầm vô. Ngon không? Ngon không? Quá ngon, quá ngon. Đó. Quất vô. Quất vô. Ăn bún mà bỏ cơm nó vô nè mà mới ghê nè.
vô. Trời ơi nó ngon. Trời ơi. Đó, bây giờ anh em mình ăn xong rồi. Bây giờ mình tranh thủ mình vô nhà vệ sinh mình xả một chút xíu mọi người ơi. Nhà vệ sinh đây là nhà vệ sinh nữ. Thôi không có vô đâu, không có vô nhà vệ sinh nữ đâu. Mình vô nhà vệ sinh nam thôi. Một cái nhà vệ sinh khá là rộng. Cực kỳ là rộng luôn. Nhà vệ sinh sạch sẽ cực kỳ. Ai giờ đi vệ sinh xong rồi, giờ mình tranh thủ ra xe thôi mọi người ơi. Gọi lên anh. Gì thấy anh yếu quá vậy? Cái giò hả? Cái giò nó bị gì sưng chứ hả? Vậy hả? Ừ. Xuống trong tủ. Rồi cho ông vô đi rồi lấy. Bởi vậy quái với mấy vụ bệnh hoạn quá, quái không, quái thiệt luôn. Bởi vậy tôi nói không có gì quý quý bằng sức khỏe hết trơn, đúng không? Không gì quý bằng sức khỏe. Đó mở nắp lên, đúng rồi, cái thùng bập rồi. Không gì quý bằng sức khỏe nha. Cái giường mắc nhất là cái giường bệnh đó. Cái giường mắc nhất thế giới là cái giường bệnh đó. Tới lúc bệnh rồi không có trả giá được. Lên đây.
nhát qua này. Nhát này nè. Lấy ra mở túi. Thank you.
Rồi ok mọi người, hiện tại bây giờ thì anh em mình đã tới trạm dừng chân Minh Phát của tỉnh Tiền Giang rồi mọi người ơi. À, bây giờ thì anh em vô nghỉ ngơi và ăn thêm một miếng nữa rồi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha mọi người. Để bây giờ mình sẽ quay sơ cái vòng vòng đây cho mọi người xem nha. Đây, đây là trạm dừng nghỉ Minh Phát. À, cái trạm này thì mình cũng đã quay sơ cho mọi người xem cũng khá là nhiều cái video rồi. Nhiều cái video mình đã quay cho mọi người xem rồi. Giờ hôm nay quay lại nè. À, nguyên một dàn xe luôn. Đó, thấy chưa? Nguyên một dàn xe luôn mọi người. Mỹ Duyên nè, Chí Trân nè. Đó, Giáp Diệp nè. Ngọc Ánh nè. Ồ, đằng kia có một chiếc Giáp Diệp luôn. Wow. Hoàng Quân, xe Hoàng Quân này xe mới nè. Hoàng Quân mới vô nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình ăn thôi. Lên hả? Lên đây vậy? Lên. Cao ra quay đó hả? Ừ, trời ơi. Thấy đồ trên thấy anh lăn ngoài đó. Ừ. TikTok phải không? TikTok YouTube đều cũng có hết. Nghe chăng? Hả? Nghe chăng? Thấy vậy đó. Camera 360 độ. Thấy vậy đó. Không biết là thấy những gì em thấy không? Thấy. Thấy luôn hả? Dạ anh em mình cùng ý tưởng hả? Không có anh không thấy nhưng mà camera thấy.